Em thân mến, ngoài kênh YouTube Tiếng Nga từ lớp 6 đến lớp 12 mà chúng ta đang học ở đây, còn có kênh YouTube Vui học tiếng Nga. Các em vào YouTube và gõ chữ Vui học tiếng Nga, các em sẽ tìm thấy kênh YouTube rất lớn với hơn 6.000. Có thể nói là đến 6.700, hôm vừa rồi đếm là 6.801 clip. Như vậy là các em có thể vào đó tham khảo rất nhiều các bài học thú vị. Ngoài ra còn có trang Facebook Vui học tiếng Nga, nhóm Zalo Vui học tiếng Nga. Thầy Hoàng thì vẫn thường xuyên dạy online bộ môn tiếng Nga giao tiếp và giải bài tập cho các em nếu như các em có nhu cầu. Các em có thể liên hệ qua Zalo 0366677555. Trong bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với bài ôn tập. Trong bài ôn tập này thì người ta sẽ có những câu hỏi để giúp chúng ta ôn lại kiến thức cũ. Chúng ta cùng trả lời câu hỏi thứ nhất. Скажи, кем работает Антон? Có lẽ là Антон, ở đây là Антон. Cho nên chúng ta sẽ chúng ta đang thấy rằng là Антон đang đo huyết áp cho một người đàn ông. Vậy thì anh ta sẽ là bác sĩ. Чúng ta sẽ trả lời Антон работает врачом. Кем работает, đó là câu hỏi ở cách 5. Và khi trả lời chúng ta phải dùng cách 5 để trả lời. Mà cách 5 thì chúng ta biết rằng danh từ giống đực có đôi ôm, đôi em. Chúng ta có danh từ врач, đó là danh từ giống đực. Vậy chúng ta sẽ viết Антон работает врачом. Đôi ôm đây là đuôi của cách 5. Chúng ta hãy cùng nhau nhắc lại. Danh từ giống đực ở cách 5 có đuôi ôm, đuôi em. Tương tự như vậy, danh từ giống chung cũng có đuôi ôm, đuôi em. Và danh từ giống cái sẽ có đuôi ôi và đuôi dây. Chúng ta cứ nói như vậy hàng ngày, hoặc là xem video hàng ngày thì các em sẽ nhớ được đuôi của các từ loại ở các cách, bởi vì thầy sẽ nhắc lại thường xuyên. Câu thứ hai của chúng ta, Anna кем работает? Anna кем работает? Ở đây chúng ta thấy khá là khó hiểu đối với bức hình này, nhưng nhờ có quả địa cầu để ở trên bàn này, cho nên chúng ta đoán rằng Anna đây là cô giáo. Cho nên chúng ta sẽ nói rằng Anna работает учительницей. Chúng ta thấy rằng là danh từ giống cái ở cách 5 sẽ có đuôi ôi và đuôi dây. Nhớ là có đuôi ôi và đuôi dây. Vậy thì chúng ta sẽ viết là учительницей. Anna работает учительницей. Так. Chúng ta cùng xem câu số 3. Что сейчас делают Анна и Антон? Анна и Антон. Vậy thì Anna đang làm gì đây? Và Антон đang làm gì đây? Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời. Сейчас. Sẽ có từ сейчас. Chúng ta sẽ dùng từ сейчас để bắt đầu cho câu trả lời. Сейчас. Anna играет в môn thể thao này gọi là volleyball. Và volleyball là Anna thì đang chơi bóng chuyền. Thế còn Антон thì đang chơi bóng đá. Антон играет в футбол. Và v football, do là âm v đứng trước âm p bị biến thành âm p. Chúng ta đã biết rằng là nếu như một phụ âm hữu thanh đứng trước một phụ âm vô thanh thì nó sẽ bị vô thanh hóa. Âm v vô thanh hóa biến thành âm p. Cho nên ở đây chúng ta sẽ đọc là football, không đọc v football mà đọc liền football. Антон играет футбол. Đó là câu trả lời của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại câu trả lời này. Так. Скажи, кем работает Антон? Chúng ta trả lời. Антон работает врачом. А Анна кем работает? Анна работает учительницей. А что сейчас делают Анна и Антон? Сейчас Анна играет волейбол, а Антон играет футбол. Chúng ta cũng lưu ý hai âm v đứng ở đây liền nhau, chúng ta đọc thành một. Cho nên chúng ta sẽ nói Anna играет волейбол, а Антон играет футбол. Âm v này bị biến thành âm f. Tại sao biến thì chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong phần bài tập này. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần bài tập tiếp theo.
Trong phần bài tập tiếp theo cũng tương tự như vậy. Ở đây chúng ta thấy bạn gái tên là Lien và anh chàng này tác Anton Stolypidzielek, đây cũng vẫn là Anton. Thế vậy chúng ta sẽ cùng nhau xem Stolypidzielek. Cô ấy đang thích làm gì đấy? Cô ấy thích nhảy múa. Động từ nhảy múa trong tiếng Nga của chúng ta là tantsevat. Chúng ta sẽ cùng nhau viết câu này. Chúng ta sẽ viết là Lena Lubit tantsevat. Động từ tantsevat của chúng ta là động từ có đuôi evat. Tantsevat. Tantsevat đó là động từ có đuôi evat. Thế và tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cách chia của động từ có đuôi evat. Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi. Anton, что любит делать? Anton, что он любит делать? Câu này sẽ hơi ngang ngang một chút. Thực chất ra phải nói là A что любит делать? Anton. Chúng ta sẽ trả lời. Nếu có A chúng ta trả lời bằng A. Anton любит. Anh ta đang thích chơi đàn guitar. Он любит играть. Và на гитаре. Na guitar, chúng ta nhớ rằng muốn chơi nhạc cụ thì dùng giấy từ na ở cách 6. Anton любит играть на гитаре. Anton любит играть на гитаре. Так вот. Đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi thứ 3. Как ты думаешь, кем они хотят быть? Như vậy là họ muốn trở thành ai? Như vậy là đều là những người nghệ sĩ hoặc là những diễn viên hoặc là nhạc công. Thế vậy thì ở đây chúng ta có thể viết tách riêng ra. Đây là tansor, còn đây là musicant. Chúng ta sẽ viết nhé. Là Lena хочет, я думаю, я думаю, что Lena хочет стать, что Lena хочет стать. Так, танцором hay là балериной, балериной, đó là nữ diễn viên ballet. Антон хочет стать. Chúng ta có động từ стать, đó là trở thành. Антон хочет стать музыкантом. Он хочет стать музыкантом. Он хочет стать музыкантом. Вот так. Vậy thì ở đây chúng ta đã cùng nhau xem xong phần bài tập này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại. Bao giờ làm bài xong chúng ta phải đọc lại. Tác bột. Chúng ta có câu hỏi thứ nhất. Что любит Лена делать? Thực chất ra thì cái cách người Nga nói, người ta sẽ để делать liền đứng sau любит. Что любит делать Лена? Лена chúng ta sẽ để ở cuối từ. Что любит делать Лена? Лена любит танцевать. Лена thích nhảy múa. Антон, что любит делать? Câu này cũng không đúng theo phong cách nói của người Nga. Người ta sẽ nói là А что любит делать Антон? Антон chúng ta sẽ để ở cuối từ, ở cuối câu. Chúng ta trả lời Антон любит играть на гитаре. Антон thích chơi đàn guitar. Как ты думаешь, кем они хотят быть? Cậu nghĩ thế nào? Họ muốn trở thành ai? Я думаю, что Лена хочет стать балериной. Chúng ta có từ балерина, đó là nữ diễn viên ballet. Антон хочет стать музыкантом. Музыкантом. Đứng sau động từ стать, chúng ta sẽ để ở cách 5. Bài này đang ôn cho chúng ta cách 5, cho nên là chúng ta thấy danh từ giống đực музыкант có đuôi ом. Danh từ giống đực giống chung có đuôi ом, đuôi ем. Và danh từ giống cái ballerina đứng sau động từ stach có đuôi ôi. Danh từ giống cái ở cách nam có đuôi ôi và đuôi dày. Ballerina. Nếu các em chịu khó nghe liên tục như thế, thầy sẽ nhắc liên tục về lý thuyết để cho các em nhớ được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia động từ tansevat. Tansevat đó là dạng động từ có đuôi evat. Động từ có đuôi evat. Tansevat. Tansevat. Chúng ta sẽ cùng nhau chia я танцую. Ты танцуешь. Он танцует.
Suyệt. À, đó là ba ngôi của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau chia tiếp. Mười tám suyệt. Mười tám suyệt. Với tám suyệt. À nhí tám suyệt. À nhí tán suyut thế nào đấy. À đó, à thế vậy ở đây chúng ta thấy đó là cái phần bài liên quan đến các câu hỏi và các câu trả lời này của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy một động từ nào đó, chúng ta cần phải ôn lại nó. Muốn biết một động từ, muốn sử dụng được một động từ thì điều đầu tiên chúng ta phải biết chia nó. Bây giờ chúng ta cùng nhau chia lại động từ này. Ya tán suyu tươi tán suyesh ôn tan suyệt, mười tan suyệm, với tan suyệt, à nhí tan suyut. Dạng động từ có đuôi ye vạch. Đây là dạng động từ có đuôi ye vạch. Nếu như động từ có đuôi ye vạch, khi chia chúng ta bỏ cả ye cả vạch đi. Sau đó khi chia thì chúng ta sẽ thêm u vào. Sau đó chúng ta chia như động từ ở nhóm 1. Ya tan suyu, và nhớ rằng trọng âm rơi vào u. Ya tan suyu từ tan suyết ôn tan suyết tạc vật mới tan suyem vui tan suyết à nhí tan suyut. Chúng ta học ngoại ngữ không nên vội vã. Các em thấy thầy dạy rất là bình tĩnh, bởi vì sao? Chúng ta có vô vàn thời gian. Nếu như chúng ta vội vã thì chúng ta sẽ bỏ qua kiến thức. Cho nên là chúng ta cứ bình tĩnh mà học. Đó, chúng ta có động từ tan sevach. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp phần bài học mới của chúng ta. Trong phần bài học này, chúng ta sẽ xem nội dung ngôn ngữ. Em đã biết trạng từ được dùng cùng động từ để nói chất lượng việc làm hay là hành động. Còn tính từ được dùng với danh từ để nói đặc trưng của người hoặc vật. Hãy đặt câu hỏi cho từ được gạch dưới đây trong các câu sau. Vậy thì chúng ta phải nhớ lấy một điều là gì? Động từ, trạng từ thì đi cùng động từ, còn tính từ thì đi với danh từ. Nhớ là như vậy nhé. Thế và ở đây người ta không nói cho chúng ta biết rằng câu hỏi của trạng từ, thầy sẽ cho các em biết câu hỏi của trạng từ là gì và câu hỏi của tính từ là gì. Lúc đó các em sẽ rất là dễ hiểu bài và các em sẽ nói tiếng Nga rất là tốt. Ở đây thầy sẽ ghi cho em là bí quyết nhé. Nếu như các em học với thầy thì các em sẽ học rất giỏi, bởi vì thầy luôn chỉ ra cho các em những cái bí quyết. Ở đây chúng ta sẽ có một là câu hỏi trạng từ, câu hỏi cho trạng từ. Đó là câu hỏi ca và câu hỏi cho tính từ. Đó là câu hỏi Какой? Какая? Какое? Và какие? Đó. Thế chưa nào? Đấy. Chúng ta thấy rằng là đối với trạng từ chỉ có một câu hỏi các thôi. Tác vật đấy. Nhưng mà câu hỏi cho tính từ thì sẽ có ít nhất 4 dạng câu hỏi. Đó. Đó là giống đực, giống cái, giống chung và số nhiều. Thế nhiều em cho đến thời điểm này không biết giống là nó là cái gì. Giống chỉ có với danh từ, chỉ có danh từ mới có giống thôi. Còn tính từ, đại từ sở hữu là đi theo danh từ thì sẽ phải có cái đuôi cùng với danh từ. Ví dụ như là ông thầy tu thì mới mặc áo nâu sồng, đúng không nào? Thế vậy cái áo nâu sồng là của ông thầy tu. Thế còn những người mà đi theo thầy thì cũng mặc áo thầy tu để cho nó giống thầy. Thế tương tự như vậy, là cái giống của chỉ có ở trong danh từ thôi. Thế còn tính từ và đại từ sở hữu muốn đi với danh từ đó thì phải có cái đuôi giống với lại danh từ, tức là cũng giống đực, giống cái, giống chung và số nhiều để cho nó phù hợp. Vậy thì cái chủ chốt của chúng ta đó là giống thì chỉ có ở danh từ. Nhớ chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi nào. Chúng ta sẽ có это хорошая песня. Хорошая đây là tính từ, có đúng không nào? Tính từ thì chúng ta sẽ dùng câu hỏi gì đấy cho tính từ какой, какая, vân vân. Và danh từ песня đó là danh từ giống cái, cho nên chúng ta sẽ chọn định dạng какая. Какая và dùng это đại từ
và pisnya. Chúng ta sẽ nói какая это песня? Какая это песня? Так. Какая это песня? À, đó là câu hỏi của chúng ta cho gì nào? Câu hỏi cho danh từ. À, đó là câu hỏi của какая, đó là ý hỏi về tính chất thì chúng ta dùng какая. Thế còn ở đây là Оля хорошо поёт. À, хорошо thì là trạng từ. Trạng từ phân biệt như thế nào để biết đó là trạng từ? Đó là trước hết đó là thường thường trạng từ có đuôi O. Không phải lúc nào cũng như vậy nhưng mà thường thường nó là như vậy. Đó. Thế và trong câu mà có trạng từ thì nó có động từ. À, đây chúng ta có động từ поёт, động từ поёт đấy. Vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là gì? Как. Bởi vì sao? Câu hỏi trạng từ câu hỏi как, đúng không nào? Đấy, chúng ta hỏi как và Оля. Как Оля поёт? À, Оля hát như thế nào? Оля hát хорошо. À, Оля hát tốt, đúng không nào? À, đó là chúng ta cùng nhau đặt xong câu hỏi rồi. Đặt xong chúng ta phải đọc này. Какая это песня? Это хорошая песня. Как Оля поёт? Оля поёт хорошо. Thế vậy thì ở đây có động từ поёт. Nhiều em cho đến thời điểm này bảo thầy поёт là cái gì? Động từ поёт này là cái gì vậy? Đó là động từ của chúng ta. Chúng ta cùng nhau chia động từ поёт. Bao giờ thầy cũng cố gắng ôn luôn cho các em. Động từ поёт chia như sau. Я пою. Ты поёшь. Он поёт. Мы поём. Вы поёте. Они поют. Như này đấy, đó. À, thế vậy thì đó là cách chia của động từ поёт của chúng ta. Поёт, поёт. Đó. Thế mà bây giờ chúng ta hay rất hay nói là hát một bài hát này. Hát một bài hát thì chúng ta có thể này поёт песню. À, hát một bài hát thì cái bài hát được cách bốn như là thành là песню. Hoặc là hát karaoke chúng ta này. Karaoke. Я пою karaoke. Я люблю петь karaoke. Đúng không nào? À, đó. Thế học với thầy lại học thêm được một câu nữa rồi, đúng không? À, thế vậy thì các em chịu khó nhé, vào các bài học với thầy, các em sẽ học được rất nhiều điều thú vị. Vậy thì bài ngày hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn các em và hẹn gặp lại em trong ngày mai nhé. Ngày mai các em lại vào mạng và lại tìm bài học mới. Nếu em nào chưa kịp đăng ký kênh thì các em hãy bấm đăng ký kênh để nhận đăng ký. Nhận như thế nào? Nếu các em bấm đăng ký kênh thì khi mà thầy đăng bài mới thì nó sẽ hiện lên cái thông tin cho em biết là có bài mới ở trên kênh này. À, thì cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em trong bài học tới. Các em đang xem video trên kênh Tiếng Nga từ lớp 6 đến lớp 12 do thầy Hoàng thực hiện giảng dạy hàng ngày. Các em hãy bấm đăng ký kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và viết comment bên dưới mỗi video để động viên tác giả của các video. Chúc các em học thật tốt bộ môn Tiếng Nga và hẹn gặp lại các em trong các video tới. Спасибо, до свидания.